Có giỏi thì qua đây, dám cản đường làm giàu của tao, tao cho tụi bay đi gặp Diêm Vương hết. Tụi nó đến rất đông. Đại ca, tính sao bây giờ? Liều với tụi nó. Đi. Bên này. Nhanh lên, đổ. Dinh đội, mấy tên này liều mạng lắm, biết rõ kết cục, nếu bị bắt quả lực mạnh lắm, phải cẩn thận mới được. Phương hướng có lục soát. Dạ, soát. Gửi đi. Nhanh lên. Gửi đi. Nào, gửi đi. Cẩn thận nha. Bên này. Gửi đi. Nhanh. Phía trên. Lục soát. Gửi đi. Nào, qua đây. Cẩn thận. Lớp trưởng Phương. Lớp trưởng, có sao không? Cẩn thận. Yểm trợ, xông vào. Lớp trưởng, nhanh, mọi người đến bệnh viện, nhanh lên, xe cứu thương, ráng lên, lớp trưởng ráng lên. Thật ra các anh là ai? Tao là ai hả? Tao cho mày biết, tao là Dương Tiểu Liệt. Tam Tạng, đứng yên, im. Tam Tạng im đi. Tam Tạng ngồi xuống, Lai Ô. Tao bảo mày ngồi xuống, ngồi xuống đi. Lai Ôn, Tam Tạng ngồi xuống. Lai Ôn, Tam Tạng ngoan đi. Thằng kia, trung thành và phản bội. Con vật trung thành nhất trên đời cũng phản bội tao. Tao còn có thể tin ai nữa chứ? Tam Tạng, mày là thằng khốn. Lai Ôn, tính sao đây? Anh Đông, anh Đông tính sao đây? Nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi. Ăn đi.
Thơm quá. Đây hình như là thịt của Đường Tăng. Nào, cạn ly. Trạng Ưng, qua đây, qua đây, nhanh lên. Trạng Ưng, nhanh lên. Nào, đi. Đi đi, đến đơn vị báo cho lớp trưởng tôi biết. Nhanh chóng đến cứu chúng tôi, đi đi. Nào, thơm lắm. Có còn rượu không? Đoát thêm đi. Còn Lai Ôn, cũng may không phải là Lai Ôn Siki. Nếu không tôi sẽ không dám ăn. Cũng may tên là Tam Tạng, là ăn thịt Đường Tăng, có thể trường sanh bất lão. Anh Liệt, sao anh không ăn? Mọi người cứ ăn, tôi thấy chó là ghê tởm. Ăn đi, ăn đi. Giam hai người đó ở đâu? Tôi giam tụi nó trong nhà chó. Giam ở đâu? Trong nhà chó. Mày điên hả? Giam người nuôi chó trong nhà chó. Vậy chẳng khác là thả tụi nó sao? Để tôi đi xem thử. Quay qua, nhìn cái gì hả? Tao kêu mày quay qua, nhìn lên, không nghe thấy hả? Nhìn lên, nếu không tao đánh chết mày. Thiệt là... Trạng Ưng, sao mày đến đây? Đi, nhanh lên. Qua đó. Nhanh lên, tập hợp. Quay sang phải. Chạy bộ. Nhanh. Theo trước. Nhanh lên. Mày xuất thân cơ quan cảnh sát Quyển phải không? Phải. Trong lớp tôi lôi. Đó là lớp trưởng của tôi. Cái thằng đó rất có tính cách. Chẳng trách em gái tao phải lòng nó. Mày còn biết mày có em gái hả?
Chẳng phải mày đã phản bội cả gia đình sao? Phản bội? Ba tao đã phản bội gia đình của ông. Coi như tao cũng phản bội ông ấy. Làm người đều có sự đeo đuổi của mình mà. Đeo đuổi cũng phải coi hoàn cảnh có cho phép không. Hoàn cảnh. Thằng kia, có rất nhiều chuyện mày không hiểu đâu. Thế giới này quá lớn, rất nhiều sức quyến rũ. Tốt lắm. Những thứ tốt đều ở trước mặt tao. Đều là do tao cực khổ lắm mới đổi được. Tụi tao không cực khổ sao? Mày hãy coi đám anh em của tao, hàng ngày trốn chui trốn nhủi như người thất thế đến chỗ này. Ai kêu mày không làm chuyện tốt? Chuyện tốt như mày vậy, có thể kiếm được nhiều tiền không? Thằng kia, những người như mày, tao muốn kết làm bạn. Đi theo tao, đảm bảo mày sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Đi theo mày, chẳng phải tao cũng trở thành là người phản bội gia đình sao? Tao nói với mày một câu, hãy đi con đường của mày. Mày hãy nghe tao khuyên một câu, con đường của mày không dài đâu. Mai Tử, nếu em thật sự yêu anh thì hãy làm theo lời của anh. Anh Đông, chỉ cần là lệnh của anh, em sẽ làm theo. Tốt. Lát nữa, nếu có cơ hội, anh nói em đi thì em đi liền nha. Anh Đông, chúng ta cùng đi. Không được. Nếu như anh đi, tụi nó sẽ bỏ trốn. Vậy em ở lại đây với anh. Không được. Bọn này tàn ác lắm. Em không thấy Tam Tạng đã bị tụi nó ăn thịt sao? Em có nghe anh nói không? Anh Đông, em đã chọn anh rồi. Chết hay sống, chúng ta cũng ở bên nhau. Mai Tử, anh không sao, có nghe không? Nghe anh nói, đừng khóc. Đại ca, không xong rồi, cảnh sát. Chạy thôi, cảnh sát đến rồi. Mang chạy đâu? Tôi không thấy. Đi thôi. Các người đi trước đi. Thức dậy, đi thôi. Nhanh lên. Anh Liệt, xin lỗi nha. Những người bên trong nghe đây, bỏ vũ khí xuống, ra ngoài đầu hàng. Dương Tiểu Liệt, chúng tôi đã giải quyết xong mang chạy. Bỏ vũ khí xuống, nếu không chỉ có con đường chết. Tôi lôi, mày nghe đây,
Dương Tiểu Liệt, tao bây giờ sẽ ra ngoài gặp mày. Thằng kia, mày buông tao ra. Không được, mày buông tao ra. Mày buông tao ra. Mai Tử, chạy đi. Buông tao ra. Lớp trưởng, đừng vào đây. Mày buông tao ra. Thằng kia, chuyện hôm nay không liên quan đến mày. Mày đầu hàng đi. Thằng kia, kiếp sau tao cũng đi lính. Chúng ta sang bên kia gặp lại. Hách Trấn Đông, Trấn Đông, anh Trấn Đông.